thấy đấy 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 thôi thôi kệ khá là 14 của mình luôn thôi rồi đi về về thôi rồi bây đặt đi ông nó tới đây nó thấy vô đẩy rồi đó. Ủa mấy điện nghe hết được không? Như vậy tôi kìa. Bởi vì chơi tao, bởi vì chơi tao. Bánh bèo bánh một lần nghe bánh bèo, bánh gì bánh hoài rồi. Về mấy đứa ơi. Ngu, đi xin bay vô là đi xin ngu. Ôi má tôi quay lại tôi ngu nữa. Không kể, kể hôm sau tôi anh ta không báo bó rồi. Thảo kìa, Thảo kìa. Thảo kìa. Đồ má thằng tốt nó ghê rồi. Không biết nó ghê rồi. Biết năng không không? Thôi được rồi, được, đừng giỡn với mấy nha, mấy nó mạnh lắm á. Thảo kìa, Thảo kìa. Nè bác Thảo nha. Mình lấy chỗ luôn anh đầu đen đầu vô vô làm nhân đầu mất mạng thôi chứ đi đâu mà tôi sẽ bỏ chính mạng không sẽ bỏ người mạng quá nhẹ. Ôi, chuối biết đâu rồi, chuối biết đâu rồi. Cái tấm hết tiền tôi chờ cái, chờ cũng chơi. Bánh bèo 38
chắc bánh bèo luôn. Nếu còn mấy rồi. Thảo ơi. Chim chim. Ôi chúa về. Cung hơn hay là cung vàng hơn ta? Đồ quá bánh bèo tôi đâu ơi. Quá đen liều à. Bán ra tao bánh bèo làm gì vậy? Chơi được đâu, chơi đó. Giờ tôi mua đồ khác. Nó đâu có tuổi mình lấy mình chung được.
em ơi. Chạy chọc chơi rồi. Nó là có bắt được. Kia vàng. Không ăn được thì bán đi. Tự nhiên con ai chết vậy? Ông đổ quá, không có gì mà chạy với mày vậy. Tức là đúng chạy luôn. Chạy không, đó là giờ nó là full bất biến không, full bất biến cái là tao phải hết phải còn luôn. Chú Tài không nói người ta bây giờ mình để ăn được mà phải bán đi không còn ăn được phải đạp đổ chứ. Đúng rồi, đạp đổ là bán đi đấy, bán luôn chơi đâu một chạy bán được hai là bán đi ngay có để nó bán thu ngay nãy giờ thấy tôi ép một cái ép luôn thấy sáu con mà thua rồi đây còn năm giờ bắt đầu kéo lỗi bán luôn bán hết luôn sáu con là để thua đi. Đi chơi ván này xếp thứ sáu thứ bảy là bình thường. Ôi giời ơi đi cái thìa vàng là nó đánh mất rồi đấy. Bây giờ thì còn mỗi em Blitz, nếu mà được thì cho em xin em thằng Blitz bay màu. Mà mình xếp thứ tốt 100 mà lít không ăn chung hai tỷ lơ bài màu mà lít không sao chấm chưa dòng địa bàn dòng chắc không vô vô cái lợi ăn cổ của nó bởi em bỏ em mà đánh được nữa là thôi em
trong đó. Bánh bèo hoa 13. Con này thì hơi sai sai. Cái này em gặp đi chơi. Có hai con rồng rồi, tại sao mình không dùng hai con rồng vậy? Một thì thấy là một thì sợ ai nữa, sợ thì sợ chứ. Ok chưa thế không đó, nó bán hàng te le tất lẹp đây này. Một không phải sợ chứ không đủ. Nó mới căng thôi nha. Lên hai con có thì đánh bán đi. Rồi nên cho con rồng mà không phải đâu có đồng chưa hai con đặt bắt vừa mới có hai con rồng chạy rồi tới cho mình tay không phải nó ra hai con rồng tính chơi hai con rồng luôn mà chơi rồng ngon mà nếu mà chơi rồng thì tính là chơi hiệp sĩ đấy là chơi rồng, chơi rồng thì phải chơi có hình, không cần hóa hình, rồng không có hình yếu lắm, nó có chơi hoang à quên là, chơi đấu sĩ rồng ngon hết, rồng có hình ngon hơn thì đúng, mà hiện tại rồng có hình là năm con ấy, rồi không nằm, không nằm trong danh mạ, đấu sĩ nhà con là 7 con. Bảy con ăn đủ mà, không nếu chưa bảy con ăn đủ mà đúng không? Bà mẹ ơi, nếu kẹt kẹt luôn, con rết kìa, con bảo là con tính lên con rết này cho nó hỗ trợ đam đầu tiên, đợi khi nào mà đam nó mạnh rồi mình mới bỏ đi. Ăn đi vô, hết rồi có hiện tượng nó mạnh nữa. Thì đang mạnh nó hiện tại là đang có hồ bắt đó nó phải chặt chặt mọi thứ chúng ta trên đây đó mày mất dài đó mày xin nha cũng bán vào cầu không đâu vào thì bán còn ghét rồi đó bán thôi cầu cầu ghét như nhau nó chỉ có hỗ trợ đâm đầu thôi chứ còn okay rồi. Mất cái mày cho con mày chạy đường chơi không à? Nó được phục kích được. Nó đầu nó phục kích được con AD của đâu bên kia thôi. Thì nó mày lấy đam đầu khi nào lấy mấy con kia mình sẽ cho là sao? Đang có bộ chạy chơi đó luôn. Thì anh không có đồ hình như vậy. Đưa nãy rồi. Có con cầu thì nó yếu, có con gì mà yếu? Sao muốn nói bán rồi? Bây giờ con AD bên đây yếu. Lên cấp thì phải bỏ quy tập này không ai 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 lên đầu chạy đi nhở chơi gì lên tốc chạy lên tổ phong vinh quang chân chính vinh quang chân chính. Go.
Mắn đi, nhặt lên, mắn đi. Mình cần có sống hả? Má. Mắn được tập đám đi. Quay. Thôi kỹ, đếm chắc hả? Vòng thứ 3 chắc cho con nào sai con này. Má bày bầu luôn quá. Ơ quên, cái quật hung thủ mà. Má gì chắc ai đeo một gỗ mà. Chắc ai đeo một gỗ. Nó mạnh. Nó mạnh. Sợ ông Kappa nó xoay này. Mình chơi sai quả lắm. Cái này cũng mạnh là một cơ mạnh. Mạnh là đầu tư đấy. Anh giàu là không đầu tư. Đầu tư nó gấp ngay. Mạnh này chút cản rồi. Zin này. Anh lấy mất con gì mình cuối cùng mà con gì mình lấy anh nghĩ đây lấy cái này em bữa đâu lấy là bọn mình chính mạng lấy cái này con giọng giúp bị cô ra gì nhá lên kim lấy cho nó mình đủ hơn thời gian mình nhắm tới trước thằng đó nó chạy ra ngoài nó mới quẩn tìm gấu kìa mua gấu quá tay nó đem nhạc chết mẹ luôn con đồ rồi con đồ rồi nhanh phải lấy đợi đợi không đợi ông đợi tôi ra luôn tôi đợi ông ra chó sói chưa có này đồng nữa này con thắng rồi đồ đồ đó sao lo rồi? Tử nó có mất đâu mà. Giữ tiền, giữ tiền. Cái gì? Mình thiếu cái gì đó. Cái nó kéo con rồng của mình kìa. Tao là cái đồ hát lột như lẻo. Tao là tên địch, Hey. Xoáy cân hết. Cân không? Cố lên em. Sói à? Sói này yếu lắm. Sói không phải, sói không có đồ. Sói không có đồ. Sói an tổng này. Bỏ sói đi. Rồi bỏ sói mất con giải đúng không? Bỏ con này đi này. Đó, sói mất con giải. Cái hồn khai đồng. Kiếm quay đồ đi. Ui, ôi cho con này bỏ. Mẹ em chơi ai? Mẹ em chơi ai? Quay lại con này. Chơi không à? Ui, tối rồi con này. Quá em hài vậy. Nó mạnh vậy. Wow. Nó hiệp sĩ. Wow. Hiệp sĩ mê không béo hả? Không giả. Thôi cặp nhật chuỗi. Má ơi cặp nhật chuỗi ai cộng. Thôi đi nha. Bye. Đồng được. Không. Con này bỏ đi à? Con bỏ không được. Không lên được hai. Mặt tiền nó nhiều mà nó phải đấy. Đi. Chưa thấy nước không? Đi cho con nào thôi. Hai sói, sói này không lên được đâu đúng không? Có khi đi đây là bằng hai. Bị gấu trước. Bị cánh. Gấu cho lên trước, bị ra cánh, đồng dưới tới bên. Hai đồng hai, hai đồng hai cánh, hai điểm gì hết. Thẳng thẳng nó kéo đây thôi. Nên là kiếm con gì nữa. Con ghét này sẽ nhảy là sẽ kéo được ở đây. Chị lên luôn đi. Đường xó luôn luôn gì. Xó rất cao. Nếu con gì ta? Nó xí.
sống khác. Mày lát mày bỏ ăn xin vào thay con này này, nó cung thủ của ta này. Mạnh dữ à. Bỏ này ra. Em đi vô. Đó. Chết. Trời, nó ăn cái gì? 2, 4, 6, 8. 8 con rồi. 8 con. Bỏ đâu gì? Con này bỏ đi nè. Con này, con này cho con này. Không chết được cái đó thì bỏ từng món rẻ. Ví dụ như cây kiếm á, thấy không, có thêm lá thuốc thương rồi. Kiếm nếu mà không bỏ được vô luôn nó cái đó thì bỏ lẻ chém cũng nhỏ luôn, nó hỗ trợ tao đánh hỗ trợ ấy mà, không phải là nó có luôn muốn bồ nó hỗ trợ đâu. Con tiền cô gặp nữa đã kiếm có bán đâu, 1-2 đồng 3 đồng không ấy rồi lòng nãy giờ kèo mua nó thiếu con đấu sĩ ta thì không quỷ cầu cào đó nó đâu phải là nó đâu có hiệu ứng gì đâu, chứ cho mà hiện tại anh là không có gì ngoan coi lên cầu cào nó có hiệu ứng gì cái tên đâu. Tem nó kìa. Tem nó hóa rồi. Nhưng mà tem nó không hoảng tem nó đâu. Ôi, chú phải thành rồi em ơi. Dòng, dòng lửa. Mày một con dòng kia lên 2, ngon ha. Đây. Chó gác. Mày thiếu con chó gác. Thiếu chó gác hay con gì nữa à? Thiếu chó gác với thiếu chó gác á, thiếu hai con là mà thiếu con gì đó, mới 4 đấu sĩ à nhiều ơi, con kia thiếu con đấu sĩ, thiếu con này con gấu mà giống con gấu á. Đang mạnh có khi mình đã nguyên cái đấy nó lên quay thôi để lấy lên luôn lên là chỉ chấp nhận lấy tại vì mình được hai con rồng rồi, hai rồng mình thấy một rồng kia nó cũng mạnh rồi đó, lên cấp 2 thôi. Kìa kìa con hóa hình kìa, con gần á kìa, nó thì tìm khi nó chết cái nào hồ hồn lá một vùng mình là nó quay hả, không mình cứ để nó lên là mệt thua thêm trận level thì dư level đó thêm trận do bây giờ còn bốn thằng kia là thua là thua được dưới anh á, chứ mà thằng chơi nhanh đâu, chơi nhanh nó lên có thể thắng được, nhưng mà dưới anh thua. Mình gặp cái bóng kéo anh đi thấy không, ăn được nó không chém nó phát đánh sát đó là ôi
vô đó là thịt con rồng kéo vô đó là ngon, nhưng mà con rồng đứng chỗ không ngon. Rồng bắn cũng được chứ đúng không? Chứ nhưng mà rất là yếu, ra nó có đồ nó qua nó lớn nó chỗ bị kéo vô ngay nó luôn mà. Còn AD nó quẩy mấy cái chết à. Cũng mỏi. Chứ con đấy là đúng bài chỗ khác á, chồng tôi lên level 2 mà mới nhặt cái gác lên cái gác lên level 2 liền em bé liền đúng không dịch á, chờ đồng lên level 2 lo bé liền cái gác phát một để bên có thể bị bên kia đang hết rồi bị lúc má sợ cái gác lên mình lên level 2 anh sẽ gặp bạn đi ấy cũng rộng ra xa ra đó rộng nó mà có này là được cái không xa tao xuống kẹp đi ngay chỗ đó kẹp tre không lòng lại công việc hơn một thì còn anh ma chỗ đó việc mà thiếu một phần quá anh còn thiếu một cầu nữa anh đây là một mũi ra thiếu một phần thêm nó mà thêm một cái mặt tiền nữa thôi. Này là thắng như tới. Bây giờ người ta nó chỉ bắt được AD thôi. Thôi đéo bắt được con nào trong bọn anh hết. Thấy không? Con người ta nó nhảy lên bắt AD chết. Nhưng mà nó đéo thấy dính con nào nữa. Nó chỉ nói bắt AD thôi mà mình chỉ cần cho nó bắt con yếu nhất. Nhảy là nó bắt đúng AD thôi. Mày lên gì nó nhảy? Thì cứ mua đồ phá chứ không để đó chứ có mày nhỏ lên cắt thì tối đa rồi mày đồ lên level 3 thôi hoặc là kiếm con chó là không cần con nào chó thì ngàn chó là có thịt có thì cũng nhiều cậu con chó đã đồ anh kìa gấu đó này sói con đấy là kích hoạt đó anh đó là cái gì đó là cái gì đó không đấy anh kích vô đó luôn quá nó đấu sĩ mà đó. Mà bây giờ đấu sĩ 5 thì có đâu có tác dụng nếu mà anh chỉ có thiếu một con hoang dã nữa thôi thiếu một con hoang dã thì anh lấy con hoang dã lên bỏ con đấu sĩ đó ra thì nó hiệu ứng mạnh hơn đúng không còn đó thà là để lên 6 rồi bỏ vô luôn còn vào 5 thì cứ cho ký cho nó ở ngoài để lấy cái con hoang dã cho mình tí chơi chửi lấy cái đường hư không kìa, đường không cũng ok. Hoang dã con này ừ con dã con đó cũng được hay là cho lên nhẫn giả ừ con đó đâu tính không thì cái con này con dã con nào ừ hai cái người yếu đi xuống đi qua góc cần thì đưa vô cần thì thối gấu nó đang mạnh mà con gấu thì nó hay là level 2 nhưng mà nó không có con level 1 xạ thủ. Ủa không được ừ. Đâu có kích hoạt hoang dã đâu đúng không? Đâu có kích hoạt hoang dã hoang dã con kia không kìa à bỏ con gấu ra rồi con gấu là con dã con này là con hoang dã mà thế cho nên nó không kích hoạt là mình lấy cái đường mà không được mình không chơi okay. Con dã rồi gọi luôn mình không chơi con dã được rồi gọi luôn mình chơi hư không đấy thằng tiền hư không kìa anh thằng tiền có thành hư không kìa đấy thì mình tướng nữa đúng rồi chỉ xa đó sợ anh sợ nó lấy thôi ừ, đúng rồi lấy luôn đấy trừ làm tiền vào đã thiếu đồng tiền đúng không? Là thành người con thương. Tao là người con thương đó. Đó, rồi
tán lòng tiền đi. Tiền vô cho nó đi đi. Ra nó. Rồi. Cho con này vào. Đây này, lấy con hóa hình này này, thay con này cũng ngon hơn. Nhưng mà nó chưa đủ hóa hình, thiếu một con hóa hình. Hả? Anh thiếu một con hóa hình. Ngon hơn nhưng mà nó không có hiệu hỗ trợ hóa hình. Nó không có hỗ trợ không giả. Đó, mua thêm con nữa. Lát nữa kiếm thêm một con hóa hình level 1. Không, lát nữa mà có cái con chuỗi chuỗi là thành nó kích hoạt 6 con đấu sĩ. Yeah, nhưng mà con giờ này chắc già còn sử dụng con số thôi. Con lao lúc trước ra. Mà không biết là anh có thời gian chơi tới đó không thôi. Thôi nó quên mẹ rồi. Quên đâu, quên là đâu. Bây giờ anh đang đánh cái bóng thôi đúng không? Nhưng mà thằng kia này, còn 3, còn thêm 1 gián nữa. Thèm đánh cái người xếp chết kìa. Nên là con hoang dã này này mới ngon này. Cây xa nữa. Xa đâu kích hoạt thì đâu. Cây xa không. Cây xa cây xa lấy hương phòng. Lấy hương phòng hoang dã. Nó ngang nhau mà. Đây này này thì bắt phải được nhau. Ôi không kịp. Không kịp luôn. Kịp luôn, đau thế. Không là mình biến không sao. Khi mà nó dưới gì nó cũng mạnh kìa. Đâu không mạnh rồi. Rồng phun cá rồi, rồng phun chết rồi. Rồng phun chết. Mạnh kìa. À, giúp đài. Mà em nghĩ nó chết rồi. Nó đâu có chết, nó còn sống kìa. Đó. Không bị ấy rồi anh làm cái gì. Nếu mà lên là con xì quan thì ngon đó. Quấy không đợi thôi. Bán luôn. Không có thì bán luôn. Anh cần sửa qua không cần nữa kìa. Còn mà quay không ra thì anh mở thôi. Anh nào cũng tốt. Còn cũng còn một nữa. Nó có một sao đúng không? Còn nữa thôi. Cái gì sửa thì anh mở thôi. Kim băng. Kim băng là cho con đấu. Không, không tăng số khác. Anh cho rồng. Rồng cũng dính ba. Ở đây. Đó. Đúng không? Nó là nước. Đồ sao? Vải không có hết. Chúng ta mẹ nó luôn. Đúng chung là coi. Hoàng. Đường mà đây nuôi lại miếng. Con nào? Con lotion đó. Không, lotion nó phải ở chỗ đó. Không lẽ là lưu về sao? Chứ cái nước do nó nước ngang lên hả? Nước ngang lên. Nước bình mọi người kia. 10 tướng rồi đó mà không biết thế nào. Ta vào đây. Rồi. Vừa kịp quay. Đợi ta vừa kịp quay. Uầy, thế mà mình thua nữa kìa. Cây ta. Thua nó luôn. Thằng đấy là thằng số mấy vậy? Một, cây nhân dưới. Một ma, hấp quỷ đây. Kéo ra, đưa ra ngoài công luôn. Đưa về đi ra ngoài còn không? Tới lần nữa đâu. Rồi hồi nãy nó đánh, nó kéo người khác nó ra. Để mình bắt. Thôi chứ mình vừa cũng xa rồi.
trúng con quỷ đó. Ngoài được. Ui kìa, nó còn hồi sinh kìa. Chà. Xuống ra. Đâu rồi? 10 con tướng phun đồ phun các kiểu luôn mà vẫn thua. Ăn ở không tốt. Nhân phẩm hả? Nhân phẩm không tốt, nhân phẩm yếu.